Nhạc sĩ Chê Hoài Linh không biết Bolero tiếp tục ra mặt chê bai Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên. Dù Lệ Quyên và Đàm Vĩnh Hưng từng ngồi ghế giám khảo cuộc thi Bolero, nhưng với nhạc sĩ Vinh Sử, ông vẫn không đánh giá cao hai ca sĩ này. Mới đây, nhạc sĩ Vinh Sử tiếp tục gây chú ý lớn cho khán giả khi trả lời phỏng vấn một trang báo điện tử và đưa ra lời nhận xét khá thẳng thắn về nữ ca sĩ Lệ Quyên. Ông Hoàng Nhạc Việt Đàm Vĩnh Hưng, cụ thể tác giả của nhiều ca khúc Bolero nổi tiếng, không đánh giá cao giọng hát của Lệ Quyên, dù cô hiện đang là một trong những ca sĩ được đông đảo khán giả yêu mến ở dòng nhạc trữ tình hiện nay. Thậm chí, theo nhạc sĩ Vinh Sử, Lệ Quyên chỉ nổi lên như một ca sĩ thị trường của dòng nhạc Bolero. Có thể cô ấy hát hay vì được nhiều người nâng đỡ, có phòng trà riêng của ông xã, nhưng với tôi thì tôi thấy bình thường. Giọng hát đó so với nhiều người chỉ đáng gọi là dễ nghe. Trong tất cả các giọng ca Bolero, Quang Lê là người hát có nhiều cảm xúc, giàu chất trữ tình nhất, nhạc sĩ Vinh Sử nói. Nữ hoàng phong trà Lệ Quyên từng ngồi ghế giám khảo cuộc thi về Bolero, cũng bị nhạc sĩ Vinh Sử chê bai. Còn về Đàm Vĩnh Hưng, nhạc sĩ Vinh Sử lại nhận xét, ví dụ như Đàm Vĩnh Hưng, cậu ấy hát nhiều thể loại nhưng chẳng có thể loại nào thực sự hay cả. Nam nhạc sĩ cũng khẳng định không xem những nhận xét của bản thân là va chạm vì nghĩ sao nói vậy. Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ thường xuyên thể hiện dòng nhạc này cũng bị nhạc sĩ Vinh Sử không đánh giá cao. Cách đây không lâu, nhạc sĩ Vinh Sử từng gây tranh cãi khi chia bai Hoài Linh trong một cuộc phỏng vấn. Tôi thấy bây giờ mọi thứ làm quá lên nên đã thành cái lẩu, không còn là Bolero nữa. Tôi nói cụ thể chuyện đi chấm thi, Hoài Linh làm giám khảo thì biết gì về nhạc, về Bolero mà chấm, trong khi Linh ca cũng bình thường thôi, nhạc sĩ Vinh Sử nói. Ngay lập tức, phát ngôn này của nam nhạc sĩ bị nhiều khán giả nghệ sĩ lên tiếng phản đối bất bình. Ngoài ra, thời điểm ca sĩ Thủy Tiên ra mắt album Bolero, nhạc sĩ Vinh Sử cũng gây sốc khi thẳng thắn chê bai. Tôi đã nghe qua một ca khúc trong album của Thủy Tiên, có thể cô ấy hát nhạc trẻ hay, nhưng khi chuyển sang hát Bolero thì cũng tương đối, nhưng mang tính bắt chước, nhái lại những người đã hát trước đó nhiều hơn. Để hát đúng, hát chuẩn Bolero thì phải châu chuốt từng câu, từng chữ, đó mới gọi là đúng chất Bolero.